Đây là một con cuối cùng. Nữa tôi sẽ nói hết tất cả những cái con nào trên bài này luôn ha. Gói kỳ, gói giống như gói bánh vậy ta. Này nó nguyên gói xôi. Ừ, một cái len. Chắc không phải len len của tôi quá không kìa. Len của ông quá. À, con này của em. Vậy hả? Vậy ừ. Tôi đâu có con nào đâu. Em con nào em? Còn con nào không? Đó rồi. Colica Hassanong 135 3.5. Hay xa phải không? Đúng rồi. Hassanong. Hassanong. Hay xa. Đồ cái này bự quá. Mới coi mấy cái coi lại mấy tờ giấy coi nó có ghi cái địa chỉ đó không? Hôm bữa quay clip làm 160. Bự đúng không? Này nhà mà đây là con của tôi chưa? Chưa biết, chưa được. Chắc cái nhà quá. Chắc nhà ông quá. Không có. Bữa tôi là đóng gói ở trường luôn. Hôm bữa tôi đi ra hay sân đâu. Để lấy ra mấy con được. Bốn cái đúng rồi. Bốn cái với một cái cục đấy. Cục đấy của ai? Của em, 5. Cục của em. Đúng rồi, của em 5 món, người ta thiếu một món. 5. Anh thì đúng rồi. Anh một con gì đó. Con 7 món tất cả mà hả? Anh một con à, đây là con của em nữa. Còn đó ngon á. Ủa sao à, đây con này. Đây một con nữa nè. Con này của ai? Con Ovet tên từ. Là mấy? Con một con còn một con Schneider ở nhà nữa. Ô đấy tông của ai vậy? Của anh. Còn con Schneider một ơi. Bạc nữa. 1 2 3.